Dạ, vô. Ô, nước văng quá rồi. Mình có lấy mà. Đây, hai cá đây. Hai cặp chứ già. Có cái ly, con cả ly đó nghe, đừng nhiều quá nghe, ổn. Thì đổ rồi. Đổ vô miếng rượu cho nó không thôi. Rồi nướng nó không tanh. Nó không không có tanh. Cái này là cũng là cái ấy luôn. Cá đổ rượu vô rồi chút có mình ăn là cái có rượu luôn con cá luôn. Cái này còn sống. Đổ nó trong á em, trong cái dạ trong nè. Cái này là cũng cách nướng cá cho nó ngon nha anh em. Cái hôm nay dài thiệt chứ, đập hai cái mà nhưng có sống rồi. Ôi trời lạnh lạnh này, cái nướng là ấm sao này. Thôi, ở dưới ăn cá nướng hầm thành lòng. Ăn cái này là đúng bài luôn rồi. Đừng có Tết rồi. Đông. Hai cá này có 2 kg mấy quá. Ừ, hai con này có 2 kg trở lên. Có 2 kg. Có 2 kg nè, có 2 kg. Cá này là 2 kg nè. Dạ. Chứ sao cá nó chắc thịt lắm. Bưng này trước đi. Mà này anh rửa anh trà rồi dữ lắm rồi còn chảy sạch lắm. Khô, chín quá nó khô. Chứ sao nó dừa nó còn nước. Chín quá nó khô. Chảo nó sạch thế. Chín rồi nè. Chín mất. Hồi nãy em thấy nó nơi cái da ngoài nó đen không đen chín là sao? Vì cái sao mình mới nãy giờ nước tham nước từ từ hứng hấp không chín đây. Nào, mất đen từ đầu tới đuôi luôn. Này mình ăn kèm với rau sống. Còn đây mình có cá kho. Này, cũng cá lóc nữa. Đầu cá lóc mình đầu cá lóc to. Rồi thêm cà mình sao mỡ. Cái bên đó thì mình cũng có chị củ. Rồi mình làm củ trước ha. Rau ăn miếng cá nướng. Gót vô nè. Này cuốn đi để em gót cho. Này là bắp chuối nha. Chuối mấy cải này anh hay ăn hay chứ em ăn nó nồng quá ăn khó ăn hay nồng nồng cá lóc nướng cá lóc mình nướng chín rồi nha anh em mời anh em mình ăn cá lóc nướng với mình nha. Bốc khói luôn ngút còn khói ngút gì thấy chị ngủ quên chiều hôm nay là hai anh em làm
nhâm nhi buổi chiều, cái này là buổi tối luôn chứ không buổi chiều buổi tối nè. Cái cải này cho nó nồng nồng, thật sự là ăn sống ngon luôn, cuốn bánh xèo hoặc là ăn cá nướng hoặc là chấm cá kho cũng ngon. Này chữ trên này rồi. Không khí nhau, không khí như đi chứ trời mà cũng gần Tết nó sẽ xe lạnh ha. Dạ. Cái này anh em mình nướng cái lóc rồi cái làm cái xương gà đi đủ đế cho nó ấm. Chấm đi, chấm miếng đi. Này rào. Này vô mồi chứ đi. Lấy rào chấm vô. Đi gấp đi. Còn nóng nè, ăn mà phải cuốn đầu đi. Thành cái lóc nó ngọt chứ lắm. Ừ, này bị rớt rồi. Ừ, nướng cái nào nó ngọt kia này. Thịt cá ngọt ha. Kèm thì dạng nó sống nữa. Ừ. Đủ nó kẹp vô. Ừ, em miếng heo không? Em không, cái gà nó nồng quá em khó ăn lắm. À, kèm với miếng gà nó ngon. Này, miếng gà này nè. Như chuối, bắp chuối. Xin đó mình chơi thêm lát ớt nữa. Ngon ngon. Như chiều cảnh đồng quê mình kiểu yên bình ha. Yeah. Chiều cái nó yên tĩnh là anh em mình làm ra về đi. Có thao cái bên. Cái này ngồi ngồi để lên thăm lại cho nóng. Dùng miếng này, cái này là cà hả? Cà với mướp. Mướp. Cà thì nói như cái này đầu cá lóc mình có lạc nè. Gấp bằng cái. Cái gục nó vậy? Gục nhiều, cái đầu bằng nhiều gục lắm. Anh em mình ăn kèm miếng ớt không? À, chạy miếng ớt cho nó thật thè. Vô cái này vô cái ruột cái cho nó mở cho nó tan ra mát luôn nè nha. Ừ.